ơi, xong rồi hả cô hả? À, cô chú anh chị khi mà đến đây tận mắt chứng kiến về cái tài của Thúy An thì mới hiểu được em thắt con hạt là như thế nào. Cái bản thân của mình nếu như mà nhìn con hạt quá đẹp, nhìn con hạt mà không qua cái rồi, chào cả nhà quay trở lại với cái clip thứ hai của mình. Thì ở cái clip lúc nãy mà chị An thắp cái ngôi sao từ cái miếng giấy kiến trong khi ánh sáng tối quá, cô đề nghị là ra đây để mà thắt cho cả nhà mình với ánh sáng đầy đủ thì sẽ rõ hơn. Nhưng mà có cái là tiếng gà nó gáy nhiều, hơi nhiều nên cả nhà thông cảm. Cái chiếc đầu thì xếp chắc có lẽ là lâu hơn hả cô hả? Và dạ lâu hơn không cô hả? Cô phải cắt vậy đó hả cô? Tại vì mình phải cắt chưa cho nó. Dạ chưa cô. Cả nhà thì đây là mình sẽ canh giờ thử cái sản phẩm thứ hai chị An ship chiếc tàu là bao lâu. Và mình sẽ bấm giờ trước cho cả nhà xem. Và đây là đồng hồ 0 giờ 0 phút 1 giây ha. Rồi bắt đầu. Ngứa hay sao chị? Ê mà sao chị không thấy mà chị biết ship nó theo cái phương hướng cái nét ở cái đường nét đó. Nó bằng nhau luôn. Là cái chiếc tàu này là tự chị tự thắt hay là cô yêu cầu chị thắt rồi chị mới thắt như cô? Tự nó thắt năng cục kẹo rồi đó, miếng giấy cục kẹo á. Dạ, tại vì cái miếng kẹo là hình chữ nhật phải không? Tự nó làm luôn, miếng giấy nó tự nó chắc nó làm luôn được. Rồi bao lâu cô mới phát hiện ra? Thì nó làm mà nó nói mình mới phát hiện được. Wow, kỳ tài. Có nghĩa là con không hiểu như thế này, có nghĩa là mình không nhìn cái lưỡi giống như là một cái đôi, cái đôi mắt làm bằng một cái tâm của mình. Nội tâm có nghĩa là như mình đã thuộc rồi. Dạ. Yeah. Cũng như cái chữ rồi đó, mình đã thuộc rồi thì mình giờ ngang là mình đã đọc được rồi. Còn cái người không biết thì phải không biết. Còn cái này như nó đã biết rồi, nó làm bằng nội tâm. Không có ai mà ship được bằng miệng chân á. Không. Nước Việt Nam mình chắc không có người. Không có người nào ship bằng miệng mà ship được nó thẳng luôn. Dạ, yeah. Tại nó cực kỳ công phu. Thì ơi. Nè. Xong rồi hả cô hả? Xong. Trời ơi. Ơi đây là 2 phút 35 giây. Đây nè. Là lúc nãy chị thời gian là chị có nói chuyện nữa đó. Nè. Là đâu cho con coi cái sản phẩm. Đây không? Này là cái tàu. Ơi, làm chiếc tàu đó. Cái tàu này ở môn thủ công lớp 2 có nè. Ôi ơi. Mà em ship bằng tay chưa chắc gì đẹp bằng nó đó. Nó nó nó. Nhưng mà cái nếp nào nó sẽ là cái nếp dấu vô. Đấy. Hay dữ trời. À. Cũng như là cái này nè, em kiếm cái mối nào nó dấu vô. Dạ. Yeah. Này này này. Quá điều luyện. Ôi ơi. Chị An ơi, quá tài chị An ơi. Nhưng mà hay cái là cái này rất là nhỏ nhưng mà mình ship ra là hay. Nó nhỏ hơn nữa, nó dạ. Ship được thì lớn nhỏ luôn. Cái con nhận thấy cái đặc biệt này nè cô. Những người mà sử dụng miệng á thì sau khi ship xong thì nước bọt nó sẽ dính vô. Ừ. Nhưng mà thấy cái sản phẩm này nó khô. Nó rất là khô, cầm vô thử coi. Đúng rồi. À. Khô rất là sạch. Ừ, rất là sạch. Không có bị ướt như nước, là nước bọt của mình. Nước bọt. Thật sự là vậy. Bây giờ để em ship con hạt. Dạ, chưa cô, để con quá tài. Con phải nói là chị rất tài.
nó rất là đẹp rồi, nó đều quá, nét nữa. Quá giỏi chị An ơi, cho chị An một tràng vỗ tay. Rồi. Cái sản phẩm thứ ba mà cô muốn nhờ mà chị Thúy An biểu diễn cho mọi người xem là cái gì vậy cô hả? Một con hạt trắng. Miếng giấy này em sẽ thắt ra một con hạt trắng. Yeah. Giấy này là giấy màu hai mặt thôi cô ha. Giấy hai mặt nhưng mà mình thắt có màu chưa trắng. Chưa cô ơi, cô khoan đợi con, tụi con canh giờ cái. Thì cô chú anh chị của mình nếu như mà ship chiếc tàu này nó cũng rất là khó rồi. Nhưng mà ship con hạt thì lại càng khó hơn. Lúc nãy ở cái clip trước thì chị ship chiếc tàu là khoảng 2 phút 40 giây. 2 phút 40 giây. Bây giờ thời gian này 0 phút 0 giây mình sẽ bấm giờ khi mà cô để cái miếng giấy vào miệng của em. Ừ, của chị. Rồi, con cảm ơn con. Cô để đi con. Rồi, ship màu trắng kìa. Là giấy hai bề, một bề màu với chị một bề đầy với nhiêu, trời ơi. Một bề trắng hả cô hả? Ừ, mình ship màu trắng thôi. Bây giờ cái con hạt này là chị Thúy An muốn ship bề nào là ship hay sao cô hả? À, muốn ship màu trắng ra màu trắng, muốn ship màu xanh thì đưa mặt ra màu xanh. Dạ. Ừ. Muốn màu gì màu đó. Cô có hỏi là cô có 5 người con đó. Vậy thì 4 người con thì bình thường. Mà mấy cái đứa bây giờ nó còn chị nó đó. Dạ. Đó là chị Tư, rồi chị Ba. Thằng đó thứ 5, mà thằng em út nữa. Mấy người con gái cô? Ba người con gái như Thúy An kể như lép rồi. Còn hai chị nó. Các chị thì bình thường hết thôi cô đó, hả? Đó mấy chị nó đó. Nhỏ này thì mẹ của nhỏ đó. Dạ. Dạ đó, bút cái cà đó câu xình. Ồ, trời ơi. Cái lưỡi nó giống như là một cái bàn tay vậy á. Ờ thì nó cũng như cái bàn tay. Cô 65 tuổi thì cô năm nay chăm sóc Thúy An thì khoảng 35 năm, 36 năm. Trời ơi, mấy chục năm rồi đó. Cái việc đó nó nặng nhọc với cô. Mình nuôi con thì mình không có kể cái nặng nhọc là gì, mình thương con là cái chuyện nặng nhọc đó nó đã vượt qua trong cái tình thương của người mẹ rồi, không có thấy cực nhọc. Nhưng mà bây giờ là cô mới thấy là cô bị bệnh thoái hóa cuộc sống, bây giờ cô ẩm Thúy An hết nổi rồi. Cái bây sức giờ khỏe của mình hay coi. Ờ, bởi vì cô bị thoái hóa cuộc sống, cô không có còn bằng nặng nổi. Bây giờ là đó thì cô tắm bồng ẩm nó tắm được, còn bây giờ phải nhờ người khác ẩm vô nhà tắm rồi cô mới tắm nó được rồi ẩm ra, chứ hồi đó là cô ẩm vô ẩm ra được, như giờ ẩm hết nổi. Rồi chú đâu cô? Chú ba nó nãy đó, ba nó nãy ba đó đốt nhăn mũi cho nó đó, là ba nó. Cái nhà của mình con thấy là tại sao cắt bậy nó dang dở vậy cô hả? Cô đâu có tiền đâu rất nhiều đó, cô đang đẩy Thi An đi Hà Tiên bắn với số, mặn được nhiêu thì gửi về cất nhiêu, mặn được nhiêu thì gửi về cất nhiêu. Bây giờ Thi An đâu còn đi mặn nữa, đâu có đi bắn với số nữa, nó nghỉ mười mấy năm nay rồi không có lên Hà Tiên nữa. Lúc trước là cô bắn với số ở Hà Tiên, còn bây giờ không có còn làm gì ra tiền nữa, thì giờ cuộc sống nó bấp bênh, thì giờ gì thì ở mẹ nó đi chứ đâu còn được. Có gần đất gì không cô? Có cục đất cục ruộng gì chứ. Mình thuộc dạng hộ nghèo. Hồi đó thì người ta cũng cho mình dạng hộ nghèo, cận nghèo. Mình là mướn sống mà ai mướn gì mình mặn ấy, như giờ cha nó cũng bệnh rồi. Ông đi hở bên tim ba lá đó, giờ ông cũng đâu có mặn nặng gì nổi nữa. Bây giờ cuộc sống sốc bóp bên. Con hạt này chắc lâu hơn ha. Bây giờ tiền đâu mà mình làm cửa làm não gì thì thôi giờ dữ đi. Chú hở bên tim cô thì thối quá cuộc sống. Thank you.
cái cô con cái cô thì có chu cấp cô đỡ hộ phần nào đứa nào cũng mừng mướn sống không vợ như, như nhỏ này thì nhà nó đây nè đó nó cũng mừng mướn nó nuôi gà rồi này kia nó nuôi mướn người ta đó dạ. Thì cuộc sống cũng sống bấp bênh chứ đâu có dư giả gì cuộc thời dạ. Cuộc bây giờ con tính mừng mướn mà nuôi 3-4 người là không cách nào dư lớp đám tiệc lớp này kia kia nọ là không cách nào dư từ thiếu một chứ không bao giờ dư được à, người ta có mần kinh doanh gì lớn lao là mới có dư chứ nuôi gà này người ta đã ăn người ta mới cho mình tiền còn đã thua thì coi như cái công mình không có rồi rể của cô nay con nghe nói là nuôi gà mướn cái việc ăn cơm của em ngày 2-3 cử đều giống như mình không cô nó ăn cũng như mình nhưng mà nó ít ăn có uống cà phê rồi này kia là nhiều như nó uống cà phê ngày không biết bao nhiêu cử chứ còn nói cái ăn thì nó ít ăn hình như... Đây nó thức hồi đó tới giờ nó thức dậy quen rồi. Lúc mà còn nhỏ là vẫn vậy hả cô hả? Nó coi phim đó. Thì nó thức cô cũng phải thức theo nó vậy đó chứ không cách nào mình ngủ nó thức chị cô cũng thức nó vậy đó. Yeah. Ừ, nằm đó chờ nó ẵm nó tiểu tiện nước nôi sữa giò sữa cẳng nó tới 3 giờ nó nằm xuống nó ngủ 3 giờ mấy thì cô cũng hết ngủ rồi. Cái có ai phát hiện được cái tài năng của em chưa ta? Người ta cũng coi trên mạng rồi này kia cũng nhiều. Dạ. Yeah. Sao người ta phát hiện cái tài năng của chị mà đài truyền hình có quay mà không cô? Quay nhóm hết trơn. Nhưng mà cái kiểu như quay á, rồi giả tỷ như lên mạng lên clip này kia coi ai có tiền giả tỷ như người ta có cho thì như người ta cũng đâu biết địa chỉ gì của mình đâu. Yeah. Có số thằng á thì có con một số ta cũng có lên địa chỉ cho mình cũng có người cho vậy nhưng mà cái phần cho thì nó cũng có chứ không phải là không có nghe mình nói ở đâu ra đó lúc đầu ta cũng có cho vậy nhưng mà biết bao nhiêu cho đủ cuộc sống của mình nhưng mà mình chỉ cần mình làm thôi chứ mình đâu có nói mình phải đợi người ta giúp đỡ cho mình đâu phải không yeah. Cái phần nào người ta giúp đỡ cho mình là mình rất cảm ơn dạ lá lành đùm lá gắt cô ha ừ. Hiện bây giờ cơ chị ship bây giờ nó 6 phút 39 giây chắc cơ 7 phút là hoàn thành không xong rồi kìa đó đã dạ, thấy chỉ, hình con hạt ở trong cái miệng của chỉ cô sửa của cho chị nó ngang ngắn thôi là nó xong nó sửa cho bằng lại bằng thẳng rồi này cho đẹp lại ha cực kỳ hay phải nói là cô chú anh chị khi mà đến đây tận mắt chứng kiến về cái tài của Thúy An thì mới hiểu được em thắt con hạt là như thế nào chứ bản thân của mình nếu như mà nhìn con hạt quá đẹp nhìn dạ con hạt mà không qua cái rồi, dạ. Cái đó lại rồi bây giờ em thắt bằng tay kia chắc dạ, thì đẹp bằng 7 phút 9 giây đó em thấy con hạt cánh đầu ra đó mà thấy rất là đẹp trời ơi cái ngay nó chi tiết đến nỗi mà cái quá sắc nét luôn cái đầu của con hạt là cái mỏ của con hạt khó nhất là cái ngay cái cánh cái mỏ này nè cái mỏ mà nó trẻ làm đôi đó mà được luôn á trời ơi đó là không nghĩ đây là từ cái miệng của cái lưỡi của những cái lưỡi và cái miệng của chị Thúy An nó đây đều do luôn á chứ nó không có đây lấy nét lại cho cả nhà mình xem ngay cả cái lưng của con hạt quá hay chị An ơi.